Nhé, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác là cái cách sửa chữa cũng như thay thế và cũng như là điều chỉnh cái dòng đèn âm trần đấy, ba màu mà các bác hay sử dụng ở nhà. Đây em trên tay em có một cái mẫu cũng khá là thông dụng, các bác nhìn là các bác biết rồi. Thì khi mà trong quá trình các bác sử dụng ấy một thời gian ấy thì đương nhiên là cái đèn này nó sẽ gặp sự cố là không không sáng nữa. Đấy, như bác là mua mới nhưng mà thực tế ấy, thì gần như là 90% đổ lên là đều do hỏng cái cục nguồn này, cái cục driver này. Nên em khuyên các bác là các bác nên mua cái cục driver này để thay thế nó, để tiết kiệm cái chi phí. Để các bác không phải mua cả cái bộ này nữa, này rất là tốn kém. Thì thay thế thì cực kỳ đơn giản thôi. Đấy, các bác để ý là giữa cái phần nguồn với cả cái phần đèn ấy thì nó sẽ có một cái rắc cắm, thì các bác chỉ rút ra. Đấy, và các bác mua một cái cục nguồn mới. Các bác lưu ý là khi mua ấy, thì đương nhiên là các bác sẽ phải xem là cái phần chân cắm này nó có giống giống cái chân ở nhà các bác hay không. Ở trên thị trường thì nó cũng có khá nó có hai loại chân, một là cái chân hình chữ nhật, còn chân này thì là nó sẽ là cái dạng hình enip. Đấy, khi các bác mua là các bác lưu ý phải mua đúng chân của nó. Khi mua về thì đương nhiên là các bác chỉ việc cắm vào thôi. Đây, ở trên này nó có sẽ có cái chiều của nó. Đấy, các bác thấy chưa? Đây, nó có cái khớp để các bác cắm vào. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào là được. Đấy, rất đơn giản. Gần như là 90% các cái sự cố của bóng đèn áo lai âm trần đều là do nguồn. Đấy. Đây nha. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy. Đấy, khi các bác thay vào nó thì đèn đương nhiên là sẽ sáng bình thường. Nhưng mà bây giờ nó sẽ có một cái trường hợp hy hữu xảy ra là trong quá trình khi các bác mua một cái bộ nguồn về ấy, khi các bác lắp vào cái đèn cũ của bác ấy, đèn vẫn sáng ok. Nhưng cái chế độ sáng của nó không giống như là cái chế độ ban đầu của các bác. Đấy, ví dụ như là khi các bác mua về nhé, thì cái chế độ của nó sẽ là gì? Trắng, vàng và trung tính. Bây giờ khi các bác mua một cái bộ nguồn mới, một bộ nguồn khác về để các bác thay thế lắp vào, thì nó lại chế độ của nó lại là bật đầu tiên thì nó lại ra là ánh sáng vàng, sau đây ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, nó bị đảo tí. Thì đương nhiên là trong quá trình sử dụng là nó sẽ hơi 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 bị bất tiện, tại vì đa số là chúng ta sẽ sử dụng ánh sáng trắng là nhiều. Đấy, thì tiện video này đây thì em cũng sẽ hướng dẫn cho các bác là cái cách để các bác có thể là điều chỉnh, tự điều chỉnh nhé. Trong trường hợp mà các bác mua cái nguồn này về nó bị sai sai chân thì các bác có thể là tự điều chỉnh để cho nó sáng đúng với cái chế độ mặc định của nhà sản xuất. Đấy. Cái này thì đương nhiên cái này là sẽ có một số các bác mua về là sẽ gặp trường hợp này đấy. Thì vì cái nguồn này nó giữa các nhà sản xuất thì đương nhiên là nó sẽ hơi khác nhau về cái chân cắm một tí. Nên là chúng ta sẽ phải đảo đảo chân một chút. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác đảo chân nhé. Đấy, đây cái nguồn này khi bật về phát là ánh sáng vàng này. Đấy, các bác thấy chưa? Phát đầu tiên là ánh sáng vàng. Thì đương nhiên là nó hơi bất tiện rồi. Đấy. Thì đầu tiên là các bác sẽ vặn cái đèn này ra cho em. Đấy, các bác vặn ra nhé. Đấy. Ok. Đây, sau khi vặn nhé, thì các bác sẽ quan sát cho em. Ở trong cái phần dây của nó thì đương nhiên là cái đèn nào nó cũng có sẽ có 3 dây và nó sẽ có 3 cái màu là trắng này, đấy, màu đen này và màu đỏ. Thì các bác để ý cho em nhé, ví dụ như là cái đèn này với cái dây này màu đỏ nhé, dây dây màu đỏ thì nó đánh dấu là dấu cộng, thì cái dây đỏ chính là cái dây dương đấy, dây là dây của điện áp dương. Thế còn cái dây trắng và dây đen này này. Đấy, dây trắng và dây đen này thì nó sẽ là hai dây âm của các cái bóng led. Đây, đây này các bác cậy ra nhé. Đây này, bác nhìn này. Dây trắng này thì nó sẽ đánh dấu là chữ T, và dây đen thì nó đánh sẽ đánh dấu là chữ V kép, V kép đúp. Đấy, chữ 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 mở ngược đấy. Đấy, thì khi các bác để ý ở cái phần dây này thì lúc đấy nếu mà các bác bị sai màu ấy, thì các bác chỉ cần đảo cho em hai cái dây đen trắng này là được. Đấy, nghĩa là các bác sẽ đã đảo cái dây đen trắng, còn dây đỏ là bác giữ nguyên. Đấy, đây là cái khi em mô tả cho các bác ở cái phần mạch nét là thế nhé. Nhưng còn khi đảo thì đương nhiên các bác không không
không đào ở trong mạch nét này. Thì vì đào mạch nét này thì các bác cần phải có cái máy hàn, thì đương nhiên không phải bác nào bác cũng có cái máy hàn để bác đào được. Thì đương nhiên là các bác sẽ phải đào ở cái phần này, ở cái phần dây này. Đây, các bác sẽ phải đào ở cái phần này. Đấy, bác hiểu chưa? Các bác sẽ phải đào phần này. Thì đào thì nó cũng rất dễ thôi. Các bác có thể là tách cái phần dây này ra này. Đấy, các bác sẽ dùng con dao chổ nó ra. Đấy, các bác sẽ chổ nó ra, cắt nó ra. Xong bác cắt cái phần dây trắng với dây đen này ra. Sau khi các bác cắt ra rồi nhé, thì các bác sẽ lối. Đấy, các bác sẽ lối hai cái dây. Nghĩa là các bác sẽ lối cái phần dây trắng sau khi các bác cắt ở cái đoạn này nhé. Thì các bác sẽ dùng cái dây trắng đấu với cái dây đen và dây đen đấu với dây trắng. Đấy, các bác đảo đảo chân nó như thế. Đấy, cho em nhé. Thì là được. Khi các bác đảo thế thì là nó sẽ ok. Là các bác sẽ cái đèn này nó sẽ sáng đúng theo cái chế độ của các bác. Đấy. Thì đây là một mẫu chân hình tròn thì nó sẽ nhìn hơi khó một tí. Đây em sẽ đưa cho các bác một cái mẫu chân màu dẹt nhé. Đây. Thì ở trên thị trường thì nó sẽ có một cái mẫu chân dẹt này. Thì các bác nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy, nó sẽ có cái ba chân này, ba màu rất là đơn giản thôi. Cái chân này thì nhìn nó dễ hơn. Đấy, thì các bác chỉ cần dùng một con dao nhé, con dao chổ. Các bác con dao bác rạch hết cái phần này ra cho em. Xong bác cắt cái phần dây đen dây trắng nó đi. Đấy, các bác cắt cái phần dây đen dây trắng nó ra. Xong các bác lối ngược lại, nghĩa là cái phần dây đen sẽ đấu vào cái phần dây trắng. Đấy, dây trắng đấu vào phần dây đen thì đương nhiên lúc đấy là cái đèn của bác nó sẽ hoạt động theo đúng cái chế độ của nhà sản xuất. Đấy,